Đắng rừng khô hay còn gọi là khổ qua rừng khô là sản phẩm nông sản được làm từ trái mướp đắng rừng. Khổ qua rừng một loại trái của cây dây leo được trồng nhiều ở vùng núi. Cách nhận biết mướp đắng rừng với mướp đắng đèo, lai. Mướp rừng có gai nhọn, trái to nhất chỉ bằng đầu ngón chân cái, khô bằng viên bi. Chủng loại trái rừng khô thơm múi thuốc bắc, bóc vỏ ra thấy các hạt to. Vị trà mướp đắng rừng có vị khẽ đắng, uống để lại dư âm ngọt ở cổ. Công dụng của trà mướp đắng. Trà mướp đắng rất mát, có tác dụng ổn định huyết áp và đường huyết. Uống trà mướp đắng thường xuyên rất tốt cho sức khỏe của các tế bào gan. Trà mướp đắng hỗ trợ giảm cân rất tốt. Cách làm trà khổ qua rừng. Khổ qua rừng khô lấy sao vàng trong chảo cho đến khi các lát chuyển sang màu nâu nhẹ là được. Để khổ qua nguội, sau đó cho vào hộp thủy tinh đậy kín nắp, bảo quản ngăn mát tủ lạnh, dùng dần trong 2 tháng. Khi dùng, bạn lấy vài lát mướp đắng hãm trong ấm trà nóng và uống 1 đến 2 ly mỗi ngày. Có thể thêm đá, mật ong hoặc cỏ ngọt tự nhiên để tăng hương vị.